Nhìn cà chế Linh kết hôn cùng em gái vợ bến đỗ cuối là cô hàng xóm. Nhìn cà chế Linh luôn gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát ngọt ngào. Tuy nhiên, cuộc đời đầy thăng trầm của nam ca sĩ cũng được nhiều người hâm mộ quan tâm. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, hẳn không ai là không biết tới nghệ sĩ chế Linh, một ngôi sao sáng của làng nhạc Việt. Với sự chấp bút của nhạc sĩ Bằng Giang, chế Linh đã ghi tên mình trong lòng khán giả qua nhiều ca khúc Đêm Buồn Tình Lẻ, Bài Ca Kỷ Niệm, Đêm Bước Cô Đơn. Ở nền bolero hồi đầu, chế Linh là một trong tứ trụ nhạc vàng, cùng với các danh ca Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường bởi giọng hát đầy mùi mẫn, không hề lẫn với bất kỳ ai. Tính tới thời điểm hiện tại, trong cả bốn người, chỉ còn chế Linh vẫn tiếp tục duy trì con đường ca hát của mình, dù đã ngoài 80 tuổi. Các đêm diễn của năm danh ca tại nước ngoài vẫn thu hút một lượng lớn khán giả đến xem, và ai cũng mong được một lần trong đời hưởng thức trực tiếp những ca khúc bất hủ. Về đời tư, chế Linh có tổng cộng 4 đời vợ, trong đó ông lên xe hoa lần đầu tiên vào năm 21 tuổi. Tuy chỉ sống cùng nhau vài năm, nhưng cả hai có chung đến 5 người con. Cuộc hôn nhân này của nam danh ca được khán giả mang ra bàn tán và có rất nhiều tin đồn xoay quanh mối quan hệ của ông với người vợ đầu. Ngay khi hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cả, chế Linh đã nhanh chóng thực hiện đám cưới với cô em vợ, người thường xuyên tâm tình với nam danh ca về cuộc sống hôn nhân với vợ cũ. Điều này khiến dư luận vô cùng hoang mang, vì không biết nam ca sĩ liệu có đang tự tạo scandal cho chính mình. Đáp trả mọi ý kiến trái chiều, danh ca chế Linh thẳng thắn: mọi người đều cho rằng đây là chuyện hy hữu, nhưng nếu xét theo quy luật tình cảm, tôi thấy bình thường. Tôi sống chung với gia đình vợ cả, gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, tôi có em gái vợ là người chia sẻ, và rồi chúng tôi yêu nhau. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa chế Linh và người em gái của vợ đầu chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm. Song nam danh ca chưa bao giờ cho rằng quyết định đi tới hôn nhân của mình lúc đó là sai lầm. Ở lần kết hôn 13, nam danh ca phải dùng chiêu gạo nấu hành cơm để buộc nhà gái phải đồng ý. Nguyên nhân là bởi cái tên chế Linh hồi đấy nổi tiếng với sự đào hoa. Người vợ thứ ba của nam ca sĩ là người đẹp Thúy Hằng, quê tại Nam Định. Cô gái trẻ 18 tuổi cảm mến và yêu chế Linh bởi vẻ phong trần, lịch lãm và tài năng nghệ thuật xuất chúng. Sau khi kết hôn, thay vì thay đổi sự nghiệp riêng của bản thân, Thúy Hằng dành mọi thời gian của mình để lo toàn vẹn cho chồng, cho con. Tuy thế, hạnh phúc chưa được bao lâu thì Thúy Hằng phát hiện bản thân bị hen suyễn và không may qua đời. Chính sự mất mát này đã để lại khoảng trống to lớn cùng những tổn thương trong trái tim chế Linh, bởi bản thân ông chưa bao giờ rơi vào thế bị động như vậy ở hai mối tình trước. Sau đó, chế Linh còn vướng phải nhiều tai tiếng và những chỉ trích thậm tệ vì bị cho là sống trăng hoa nên dồn vợ vào đường cùng, thay vì tiếp tục sa vào những cuộc tình với các mỹ nhân khác. Trong suốt một thời gian dài, chế Linh chỉ đi hát rồi về nhà chăm sóc hai đứa con thơ. Vào năm 1975, người ta lại thấy nam danh ca một lần nữa bước lên xe hoa cùng cô hàng xóm Vương Nga. Kém ông gần 20 tuổi, xuất thân là tiểu thư của nhà khá giả, Vương Nga lúc bước vào cuộc hôn nhân với chế Linh như một canh bạc, đặt cược cuộc đời vì khi ấy cô chỉ mới 18 tuổi. Thời điểm lên xe hoa cùng vợ, chế Linh nhận nhiều lời chỉ trích hơn là ủng hộ, bởi phần đông khán giả vẫn nghĩ nam danh ca chưa hề bỏ được hói trăng hoa.